Xin chào cả nhà, mình là Thanh Hương, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Missy. Và hôm nay thì Hương chia sẻ với cả nhà của mình triệu chứng của người bị nhiễm bệnh Covid-19. Cái triệu chứng thứ nhất mà chúng ta thường thấy đó chính là sốt nè, hoặc là ho nè, và đau nhức cái cơ thể của mình. Có những người họ sẽ bị đau cái cổ họng, có những người họ mất luôn cả cái vị giác và cái khứu giác nữa. Đó, có người thì còn bị tiêu chảy, bị mẩn, ngứa ở trên những cái đầu ngón tay nè, tự nhiên nó bị tấy đỏ lên và nó bị tím lên. Đó, thì tùy mỗi người nó sẽ có những cái triệu chứng khác nhau. Và nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ có những người bị tức ngực, bị khó thở và thậm chí là không cử động được những cái cơ trên cái mặt của mình luôn á cả nhà. Đó là những cái trường hợp nghiêm trọng. Ta phải xem những cái triệu chứng này để chúng ta xem cái dấu hiệu của mình như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái cách điều trị kịp thời ha. Nhưng mà tin vui cho cả nhà của mình đó chính là 80% cái người mắc bệnh Covid á, thì họ không bị ảnh hưởng đến phổi, mà nó giống như là một cái bị cảm cúm và chúng ta sẽ vượt qua trong vòng khoảng một tuần mà thôi. Còn 20% thì những người bệnh sẽ nặng hơn, thường là những cái người trẻ nhưng mà họ bị béo phì, hoặc là họ bị tiểu đường, hoặc là có những cái bệnh nền á. Đó, những cái người già mà trên 65 tuổi thì sức đề kháng của họ cũng sẽ yếu đi. Nếu những người trẻ như Hương như thế này nè, thì thật sự là mình bị Covid mình có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Chúng ta không, nhưng mà chúng ta lây được, lây lan ra những hàng xóm, những người xung quanh của mình. Như vậy thì nó sẽ làm cho những người bị bệnh nền và những người già thì họ sẽ mất đi một cách rất là đáng tiếc. Và giữ đây, chúng ta không phải giữ cho chính mình, mà chúng ta phải biết được rằng là ngoài cái việc gia đình của mình, chúng ta còn phải giữ để chúng ta bảo vệ sức khỏe và không gây ra những cái cho những người già hơn ha. Làm sao để chúng ta có thể phòng tránh được cái Covid một cách an toàn thì Hương sẽ chia sẻ với cả nhà của mình. Đầu tiên đó chính là chúng ta phải giữ cái khoảng cách an toàn trên 2 mét, và thậm chí mình đeo khẩu trang và cái người đối diện của mình họ cũng phải đeo khẩu trang. Nếu mà Hương thấy ai mà không đeo khẩu trang là Hương sẽ quay chỗ khác và Hương né liền ngay lập tức. Và yếu tố thứ hai là không tiếp xúc với những đồ đạc của những người bị Covid. Vậy thì người ta hay nói rằng khi chúng ta nhận đồ thì có thể vô tình những cái giọt bắn nước bọt á, của những cái người mà bị Covid á, họ sẽ bám trên cái đồ đạc. Khi mà Hương đi mua hàng thì thường Hương sẽ đeo cái khẩu trang đúng không? Thì mọi người chịu khó, chúng ta sẽ đeo khẩu trang vào và chúng ta sẽ bóp cái phần này lại để cho nó an toàn. Thậm chí mình có thể như vậy để chúng ta sẽ che ha, cái miếng này có 10.000 thôi, chúng ta cũng có thể che được để chúng ta hạn chế việc là chúng ta đưa tay lên trên chính cái gương mặt của mình. Vì có hai phần rất là quan trọng, đó chính là cái gương mặt của mình và cái bàn tay của mình. Chỉ cần chúng ta giữ hai cái này cho nó thật sạch và nó không tiếp xúc với những người nhiễm bệnh thì Hương đảm bảo với mọi người là mọi người sẽ rất rất là an toàn. Khi chúng ta nhận một cái thùng hàng thì Hương thường sẽ dùng cái xịt kháng khuẩn. Đó, nên Hương hay gửi cái xịt kháng khuẩn cho cả nhà của mình là như vậy. Đó, mọi người sẽ xịt như thế này. Thậm chí mình xịt lên quần áo, lỡ mà mình bước vào thang máy, mình có tiếp xúc hoặc là bị chạm vào cái đâu thì chúng ta sẽ xịt. Và cái con vi khuẩn này cồn trên 70 độ là chúng ta sẽ được an toàn rồi ha. Mọi người có thể yên tâm là nó sẽ... Khi chúng ta mua đồ ăn thì đồ ăn về mọi người xịt ở bên ngoài rồi, còn đồ ăn thì chúng ta có thể là hâm chín lại thì chắc chắn vi khuẩn nó cũng... Ngoài ra thì tiền thì như thế nào? Cái tiền khi chúng ta tiếp xúc giữa người này và người ta đưa tiền thối cho mình, mình cũng có thể xịt cái cồn 70 độ này, hoặc thậm chí là có thể chiếu tia UV. Như vậy thì vi khuẩn nó cũng... Chúng ta phải giữ an toàn cho chính bản thân mình và cho cái ngôi nhà của mình, làm sao cho nó thoáng mát và nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe của bản thân mình cũng như là ba mẹ của mình sống chung với mình nữa. Đó, Hương hy vọng rằng những chia sẻ của Hương sẽ khiến mọi người có hai cái vị trí quan trọng nhất bảo vệ giai đoạn này. Thứ nhất là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và người đối diện cũng phải đeo khẩu trang ha. Những cái đồ vật mà mình tiếp xúc thì chúng ta phải xịt kháng khuẩn để chúng ta bảo vệ. Đồ ăn thì chúng ta nấu chín thì vi khuẩn cũng... Vậy thì cái cách như vậy để chúng ta giữ được cái tinh thần cho mình, làm sao cho mình được thoải mái nhất, mình được vui vẻ nhất, lạc quan, thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng sức đề kháng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho mọi người sẽ có một tinh thần vui vẻ để chúng ta sẽ vượt qua được cái mùa Covid này nha. Bye bye.